Nam mô Tát Sa Bà La Mô Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bù Đa Sa Nam mô Tát Sa Bà La Mô Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bù Đa Sa Nam mô Tát Sa Bà La Mô Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bù Đa Sa. Tiếp theo thì phần chuyển pháp luôn, cái bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng ở tại vườn Lộc Uyển cho nhóm anh em, năm anh em ông Kiều Trần Như. Sau khi Đức Phật đắc đạo và Đức Phật đã quan sát đến cái người nào là cái người đáng được nghe pháp, cái bài pháp đầu tiên, thì cái người đầu tiên mà Đức Phật nghĩ đến là hai cái vị thầy đã dạy ngài về pháp môn thiền định. Nhưng hai vị thầy đó đã viên tịch, và Đức Phật nghĩ đến người tiếp theo là năm người bạn cùng tu. Và Đức Phật đã đi từ cái cội Bồ Đề đến cái vườn Lộc Uyển đó và chuyển pháp luôn tại đây. Bài pháp đầu tiên nói về bốn chân lý, bốn sự thật. Thì ở trên thế gian này thì có bốn cái sự thật không bao giờ thay đổi, đó là khổ. Tất cả chúng sanh mà còn ở trong sinh tử là còn khổ. Tất cả chúng sinh nào sinh đến còn có cái sự sinh ra thì còn có sự diệt đi. Cái sự sinh tử đó nó là chân lý của sự khổ. Tập đế là tất cả những chúng sinh nào còn tham ái, còn có chấp thủ, còn có dính mắc thì còn có ở trong cái vòng luân hồi đó, còn có tái sinh. Thì cái tham ái là nhân của khổ, tức là tham ái là nhân của cái vòng sinh tử. Và thì hôm trước thì đã nói về khổ đế và tập đế rồi, hôm nay thì tiếp theo cái phần nữa là phần diệt đế, là chân lý thứ ba. Chân lý thứ ba là nói về sự diệt. Diệt có nghĩa là nó diệt mất, diệt giống như là một cái sự biến mất, giống như là một cái sự tiêu diệt. Người tu hành đôi khi có những bài kinh Đức Phật đã ví cái người tu tập giống như người chiến sĩ tiêu diệt kẻ thù, và khổ đau cần phải được tiêu diệt. Cái nhân sinh ra khổ đau cần phải được tiêu diệt. Tiêu diệt được cái nhân sinh ra khổ đau thì sẽ hết khổ đau. Thì đấy là diệt đế. Diệt là cái sự diệt trừ, là cái sự biến mất, cái sự diệt mất, cái sự tịch diệt, cái sự vặt nặng, cái sự diệt vĩnh hằng, không bao giờ có cái sự sinh trở lại. Thì đó mới là diệt đế. Bây giờ nghe lại cái bài kinh này, xem lại cái bài pháp mà Đức Phật đã truyền pháp luôn. Trung đạo mới là con đường dẫn đến niết bàn.
tánh của khổ là bức bách, các con nên biết. Tập đế, tánh của tập là chiều cảm, các ông nên đoạn. Diệt đế, tánh của diệt có thể chứng, các ông nên chứng. Đạo đế, tánh của đạo có thể tu, các ông nên tu. Sau ba lần chuyển pháp luân tứ đế, A Nhã Diệu Trần Như là người đầu tiên trong số năm vị tu khổ hạnh chứng được pháp nhãn thanh tịnh, đắc vào quả vị nhập lưu. Diệu Trần Như đã giác ngộ, Diệu Trần Như đã giác ngộ. Thế Tôn, con muốn xin phép được thọ giới để trở thành tỳ kheo. Hãy đến đây này các tỳ kheo, giáo pháp được thuyết giảng viên mãn, các thầy hãy thực hành để chấm dứt mọi khổ đau. Ngày đang tròn tháng 8 âm lịch. Truyền giới cho Ngài Bạc Đề vào ngày thứ nhất, Ngài Thập Lực Ca Diếp vào ngày thứ nhì, Ngài Ma Ha Nam vào ngày thứ ba, và Ngài Mã Thắng vào ngày thứ tư. Diệt đế là gì? Diệt đế tức là niết bàn. Thế nên cái từ niết bàn được dùng để chỉ cho cái chân lý này. Niết bàn là cái trạng thái vạn năng, là cái trạng thái tịch diệt. Nó là cái sự diệt tận, gọi là diệt đế. Và đây là những tính chất của niết bàn. Thì niết bàn nó có những cái tính chất, như Niết Bàn có những tính chất tịch diệt. Tịch diệt, tịch tiếng là tịch là cái sự lặng lẽ, diệt là cái sự nó diệt tận. Muốn nói cái sự tịch diệt là nó diệt tận, diệt hẳn. Khi mà nó diệt, như là một cái người chết ấy, thì nó cũng là một cái sự diệt. Nhưng mà ngay sau cái sự diệt ấy, nó có sự sinh lên ngay lập tức. Vì ngay cái sát na vị đó chết để đi tái sinh về một kiếp sống ngay. Thì ở cái thế, ở cái đời, ở cái pháp hữu vi nó vậy. Lúc nào mình cũng ở trong cái sự sinh diệt. Mình cứ một cái nó diệt đi, một cái nó sinh lên, một cái nó diệt, một cái nó sinh lên. Nhưng mà ở cái trạng thái niết bàn là nó diệt hoàn toàn. Và nó sẽ vắng lặng cái sự sinh lên, nó không còn sự sinh lên nữa. Cho nên nó có cái sự vắng lặng. Thì chính vì cái gì nó có sinh lên, nó cũng có diệt đi, cho nên nó là vô thường. Nhưng mà cái niết bàn này thì nó là chân thường, vì nó không còn cái sự sinh lên nữa, đằng sau nó cái diệt thì nó không còn cái sinh nữa, cho nên nó mãi mãi chỉ còn là cái sự thường chân lạc, là nó không còn sự khổ đau nữa. Chân lạc là cái sự an lạc, không còn đi vướng bởi cái sự khổ đau. Chân tịnh là không còn sự ô nhiễm. Đấy là những cái tính chất của niết bàn. Niết bàn đối lập với cái gì? Thì muốn hiểu được niết bàn thì phải hiểu được cái trạng thái mà đối lập lại với nó. Những cái pháp mà nó đối lập đó là niết bàn, nó là một cái pháp vô vi, nó không có bất cứ một cái mảy may nào cả. Còn tất cả các cái pháp khác, dù là cái trạng thái thể chất lẫn cái tinh thần ấy, thì nó đều là cái pháp hữu vi. Pháp hữu vi thì nó luôn có những cái sự sinh lên và diệt đi. Tất cả các cái pháp ở trên thế gian này, cái tâm, dù là cái tư tưởng, cái dòng suy nghĩ của mình, nó cũng là pháp hữu vi, nó cứ sinh lên và diệt đi. Rồi tất cả các cái trạng thái vật chất ở bên ngoài thế gian này, đất nước lửa gió, tất cả những cái pháp tứ đại thì nó luôn luôn sinh và diệt. Cái sự sinh diệt của nó là liên tục trong từng sát na.
mà cái gì thuộc về vật chất thì nó sinh diệt, nó thô nên nó sinh diệt chậm, còn những cái gì thuộc về tinh thần nó rất là vi tế cho nên nó sinh diệt rất là nhanh. Và cho nên là thường là về cái tinh thần ấy, cái tâm thức ấy, nó sinh diệt, nó sinh lên và diệt đi 17 lần thì cái vật chất nó mới sinh diệt được một lần. Cái tỷ lệ sinh diệt của cái tâm thức nó nhanh gấp 17 lần cái vật chất. Với tất cả những cái vật, cái pháp hữu vi thì nó sinh diệt. Cái pháp hữu vi vì nó sinh diệt như thế cho nên nó luôn luôn dao động, nó luôn luôn bị dao động, chứ nó không có tĩnh lặng. Và các pháp hữu vi thì luôn luôn vô thường, không có tồn tại ở một trạng thái liên tục, không có cái gì là nó tồn tại liên tục ở một trạng thái cả, nó luôn luôn biến đổi từng khoảnh khắc, từng sát na. Nên thường thường cái mắt thường của mình thì không có nhìn thấy cái sự biến đổi rất là nhanh này. Nên mình chỉ thấy rằng là bốn mùa nó có cái sự thay đổi về đất trời, mình thấy con người lúc thì trẻ, vài năm sau mình mới thấy nó có cái sự biến đổi dần già đi, vài năm sau nữa thì mình sẽ thấy nó có nhiều cái biểu hiện của cái, rồi hoặc là sẽ thấy một người nào đó già đi đến bệnh, rồi sau đó đi đến cái chết. Nhưng mà bằng cái tuệ giác, bằng cái năng lực của thiền tuệ thì vị đó có thể thấy được cái sự sinh diệt liên tục, đó là cái sự vô thường. Vì cái sự vô thường ấy nó bức bách cho nên nó khổ. Bất cứ cái gì chịu sự chi phối của vô thường thì cái đấy là khổ. Thì cái khổ đấy là bởi vì tất cả các pháp hữu vi ở thế gian đều vô thường sinh diệt, cho nên cái chân lý của nó là sự khổ. Cái gì vô thường khổ thì cái đấy là vô ngã. Vô ngã là rộng không, là giả tạo, là không có thật. Đấy, và tất cả các cái pháp đấy là ô nhiễm, là bất tịnh, cái pháp hữu vi. Còn cái pháp vô vi thì nó đối lập lại, đó là cái sự tịch diệt, cái sự bằng lặng, cái sự chân thường, cái chân lạc và cái sự chân tịnh. Vậy ở đây nói diệt đế, vậy thì diệt đế tức là diệt cái gì? Tức là nó có cái sự diệt đi, và cái gì nó sẽ diệt đi ở cái trạng thái này. Nên mình muốn nói đến cái trạng thái của Niết Bàn, Diệt Đế, là nó diệt tận hết các cái pháp ô nhiễm, tức là hết tham sân si. Là một cái người tu chứng Niết Bàn ấy, thì ở trong cái nội tâm nó sẽ diệt trừ được tất cả những cái phiền não tham sân si. Nhưng mà một cái người bình thường chưa có tu chứng thì mình vẫn có nhiều cái trạng thái tâm. Lúc thì nó có cái tâm tham, lúc thì tâm sân, lúc tâm si, lúc thì nó có tâm thiện, lúc nó có tâm bất thiện. Nó thay nhau, nó sinh khởi. Nhưng mà cái người tu tập chứng thì những cái tâm tham này nó có thể cắt đứt được, nó có thể diệt trừ được, nó có thể diệt trừ được khỏi tâm. Nên nó, cái người nào mà cứ diệt trừ được tham sân si thì người đó chứng Niết Bàn. Vậy người tu chứng Niết Bàn tức là người diệt trừ được tham sân si. Những cái đấy nó phải đồng nghĩa với nhau. Chứ một người nói tu chứng Niết Bàn nhưng mà tôi không hết, tôi vẫn có tham sân si thì không có đúng. Vậy cái người nào mà nói là tôi giác ngộ thì phải nói là giác ngộ cái gì? Ngộ có nghĩa là thấy đạo. Thấy đạo là cái gì? Thấy đạo, đạo có nghĩa là cái tâm mà nó thấy Niết Bàn ấy gọi là thấy đạo. Đấy là gọi là ngộ, ngộ là thấy. Thấy Niết Bàn này thì mới là giác ngộ. Vậy cái người nào giác ngộ thì sẽ hết tham sân si, đồng thời người đó cũng là chứng đắc Niết Bàn. Và cái sự Niết Bàn này nó có một cái nghĩa về diệt, là nó diệt tận các hành, diệt tận các cái hành, các cái tất cả các cái hành động, nó không để lại cái sự tạo nghiệp được. Nên một cái người mà còn phiền não, còn tham sân si thì tất cả các hành động nó đều có cái nghiệp. Ví dụ như khi mình làm việc thiện, mình hành động thiện thì nó để lại nghiệp thiện. Những người mà lễ Phật thì nó để lại cái nghiệp thiện, là cái nghiệp cung kính, hay là mình ngồi thiền thì nó cũng để lại cái nghiệp, để lại cái thiện nghiệp, dục giới, hành thiền. Người mà nhập vào sơ thiền, nhị thiền, thì tam thiền, tứ thiền, nó để lại cái nghiệp thiện sắc giới. Người mà nhập vào các tầng thiền vô sắc, nó để lại cái nghiệp của cái vô sắc giới. Mà mình làm cái việc bất thiện thì nó để lại cái nghiệp bất thiện ở cái dục giới. Còn cái người mà tu chứng được Niết Bàn, diệt được tham sân si thì nó sẽ
không còn có cái sự tạo nghiệp nữa. Cái vị đó dù có làm cái gì nó cũng không để lại nghiệp. Như một vị A-la-hán, vị đó bố thí nó không để lại nghiệp thiện, vị đó ngồi thiền nó không để lại một cái nghiệp gì cả. Bởi vì nó là cái sự diệt tận các hành, không còn, nó diệt tận tất cả các nghiệp, tất cả các hành động của vị đấy không để lại cái nghiệp nào hết. Bởi vì cái chấp thủ nó hết thì nó không còn để lại nghiệp hữu nữa. Vì tham ái nó hết thì chấp thủ hết, mà chấp thủ hết thì những cái hành động tạo nghiệp cũng hết, đó là hết tạo nghiệp. Và diệt tận năm uẩn, nó là hết tái sinh. Cái chữ chứng đắc niết bàn sẽ diệt tận được năm uẩn. Vì đó khi mà đại bát niết bàn thì sắc không, sắc sẽ tan rã, không còn đi tục sinh nữa. Tất cả các cái tâm thức không còn đi tái tục. Còn một cái người mà chưa có chứng đắc thì cái vị đó sẽ, khi mà vị đó chết thì cái tâm của vị đó sẽ đi tục sinh. Vì nó có thể hóa sinh, vì đó cũng có thể đi thai sinh, có thể thấp sinh, loạn sinh, vì nó sẽ đi sinh vào một trong bốn cái cách tái sinh đó. Còn cái vị tu chứng niết bàn thì diệt tận năm uẩn, không còn cái uẩn nào nó tồn tại nữa, và nó không còn cái sự tái sinh sang kiếp sau. Thì đấy, vì vậy cho nên nó được gọi là diệt đế, diệt trường. Những người muốn đi tái sinh hay là muốn hết tái sinh, niết bàn thì có mấy loại này, các loại của niết bàn. Niết bàn thì sẽ có hai loại, đó là một là hữu dư niết bàn và vô dư y niết bàn. Khi mà một cái người mà tu chứng niết bàn thì nó hết những cái ô nhiễm và những cái tạm nghiệp như một vị A-la-hán, nhưng mà vẫn còn cái thân năm uẩn. Còn cái thân năm uẩn thì vị đó vẫn còn còn có những cái hành động hàng ngày, thì vị đó vẫn còn phải có những cái cảm thọ thuộc về thân, như là thọ khổ, thọ lạc thuộc về thân, và về tâm của vị đó thì luôn luôn là thọ xả. Thì cái trạng thái đấy gọi là hữu dư niết bàn. Niết bàn còn có cái dư y, tức là vẫn còn thân năm uẩn, mặc dù cái phiền não nó đã niết bàn rồi. Ở cái trạng thái này thì phiền não đã đi niết bàn, nhưng mà thân năm uẩn thì vẫn còn. Và niết bàn vô dư y, tức là đại bát niết bàn, tức là khi một vị A-la-hán nhập diệt thì cái vị A-la-hán đấy sẽ triệt tận năm uẩn, không còn một cái uẩn nào dư sót nữa. Đấy là cái trạng thái vô dư y niết bàn. Sau này thì có nhiều cái tư tưởng người ta bảo một vị A-la-hán chưa có nhập niết bàn thì cái đấy nó là sai, vì nó hết tất cả những cái nhân tố để đi đến tái sinh đó. Vì đó sẽ nhập vô dư y niết bàn. Câu hỏi tiếp theo, tu đến khi nào thì sẽ thấy được niết bàn? Một cái hành giả tu tập và cái hành giả đó sẽ thấy được niết bàn. Giống như là mình đi tìm kiếm một cái gì đó, đi tìm kiếm một cái kho báu. Đến một lúc nào đó mình sẽ thấy. Giống như là một cái người vượt biển đi tìm một cái đàn báu ở ngoài biển, mình sẽ thấy được khi mà mình chưa đến nơi mình cũng đã thấy rồi. Một có người chưa đến nơi đã thấy rồi. Và khi mà một người mà chưa thấy thì có thể mình sẽ còn hoài nghi, mình sẽ không biết cái con đường đi tìm cái này có đúng không, không biết là mình có tìm được cái núi vàng đấy không. Nhưng mà khi mình nhìn thấy rồi, ô kìa, đã nhìn thấy núi vàng rồi, thì lúc đấy mình mới tin thì cái con đường mình đi này là đúng. Đấy, và cái nơi mình cần tìm là đang ở trước mặt kia. Vậy thì cái người tu tập cũng thế, tu tập sẽ thấy được niết bàn. Có thể lúc đấy mình chưa có đến niết bàn, nhưng mình vẫn thấy được niết bàn từ xa. Thì đó là bốn cái đạo quả này, là cái người tu sẽ thấy được niết bàn. Một người tu sơ quả thấy được niết bàn, nhị quả thấy niết bàn, tam quả cũng thấy được niết bàn, tứ quả thấy được niết bàn. Tại sao một người sơ quả cũng thấy, nhị quả cũng thấy, tam quả cũng thấy, tứ quả cũng thấy? Sơ quả là thấy từ xa, giống như là một người đi được
một phần tư đường là đã nhìn thấy thấp thoáng, thoáng niết bàn ở phía đằng kia, và cái người đó sẽ tin tưởng tuyệt đối, ồ, cái mục đích mà mình cần tìm là đang ở trước mặt, và cái vị đó sẽ tiến thẳng đến cái nơi đó, nhưng mà phải còn đi một thời gian nữa. Thì cái người mà tu đến nhị quả thì đã đi được một nửa đường và đã thấy niết bàn rõ ràng hơn. Đấy, thấy được niết bàn, cái tâm nó thấy, cho nên là gọi là có cái sự chứng ngộ, giác ngộ. Nên bậc sơ quả cũng gọi là người đã giác ngộ, nhị quả cũng là người giác ngộ, tam quả là người giác ngộ, tứ quả cũng là người đã giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ ở cái mức độ giác ngộ nó khác nhau, ở sơ quả giác ngộ khác, sơ quả giác ngộ nhưng mà mới giác ngộ được một phần, thì nhị quả cũng thế, tam quả thế, nhưng mà đến tứ quả thì giác ngộ toàn phần. Tứ quả là đã đặt chân đến niết bàn, và lúc đấy mới tất cả cái trạng thái niết bàn nó mới thật sự rõ ràng. Đấy là một cái người mà thấy được niết bàn. Cho nên là một người sơ quả cũng là người giác ngộ chân lý, chứng được sơ quả thì cũng giác ngộ được tứ thánh đế, cũng biết thế nào là khổ, thế nào là tập đế, thế nào là diệt đế và thế nào là đạt đế. Diệt đế là niết bàn, và thấy được niết bàn thì là từ cái bậc này sơ quả mà đi. Sơ quả cũng thấy niết bàn, nhị tam quả tứ quả, mỗi một lần cái tâm đạo nó khởi lên nó đều lấy niết bàn làm đối tượng, rồi tâm quả nó khởi lên nó an trú ở trong niết bàn này, vì nó an trú ở trong niết bàn đấy là cái trạng thái thiền siêu thế. Đấy là cái sự thấy được niết bàn là bốn cái bậc thánh nhân. Người tu chứng niết bàn rồi vẫn nguyện ở lại trong sinh tử lâu dài thì có được không? Tu chứng niết bàn rồi mà bạn nói là thôi nhìn thấy niết bàn kia rồi ở lại trong sinh tử, sau này về niết bàn sau có được không? Thì tại vì cái tư tưởng này cũng có nhiều những cái tư tưởng về sau này Phật giáo phát sinh ra nhiều hệ phái, nên là mới nói rằng có những người tu chứng đến a la hán vẫn còn ở trong sinh tử, đấy không có. Tu chứng niết bàn rồi thì sẽ không ở trong sinh tử được nữa. Một người đã thấy được niết bàn rồi thì lúc đấy có muốn quay lại sinh tử không quay được nữa, chỉ còn có một cái con đường đi thẳng đến niết bàn thôi. Bây giờ một vị đã chứng được sơ quả tự niu rồi còn muốn là phát nguyện thành Phật chánh đẳng giác là không nguyện được nữa, không thành được, hay là muốn thành Phật độc giác cũng không thành được. Cái vị đó đã chứng sơ quả thì thịt, mà vị đó muốn quay trở lại làm phàm phu không quay được, vị đó không thể tái sinh trở lại nhiều kiếp được, mà vị đó chỉ có con đường đó là phải lên nhị quả, lên tam quả, rồi lên tứ quả, rồi phải nhập niết bàn rồi đó. Nên cho nên sơ quả thì tối đa nhất là chỉ còn lại 7 kiếp ở trong sinh tử, ở trong cõi dục giới, không còn nhiều hơn được nữa. Nhị quả thì chỉ còn ở lại cái cõi dục giới này được một kiếp nữa là phải vào nhập niết bàn. Một cái vị tam quả thì còn lại một kiếp nhưng ở cõi tịnh cư thiên, cõi sắc giới, chứ không có cái vị tam quả nào không có ở cái cõi dục giới được, cái tâm nó không còn hướng về dục giới được. Và người tứ quả thì chấm dứt tái sinh, một vị chứng được tứ quả rồi thì không có còn một cái kiếp sống nào, bất cứ một cái cõi nào được. Nếu mà vị đó là một người, một con người tu chứng niết bàn thì vị đó sẽ nhập niết bàn được cõi người. Nếu đó là một vị thiên, chư thiên tu chứng tứ quả này thì vị đó sẽ nhập niết bàn được cõi trời. Nếu một vị phạm thiên tu chứng niết bàn thì vị đó sẽ nhập niết bàn được cõi sắc. Một cái vị phạm thiên vô sắc chứng niết bàn thì vị đó sẽ nhập niết bàn được cõi vô sắc. Chứng sơ quả thì diệt được cái gì? Có ai biết chứng cái người chứng sơ quả thì có ai diệt trừ được cái gì không? Chứng sơ quả đã chứng niết bàn thì nó phải có cái nó diệt đi. Đấy, và mỗi một cái quả vị chứng đắc thì nó sẽ diệt được một phần những cấu uế. Chứng sơ quả là sẽ có cái sự diệt. Người chứng được sơ quả thì diệt được ba cái phiền não: thân, kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Một cái đạo quả đầu tiên, cái tâm đầu tiên nó thấy niết bàn, ngộ được niết bàn thì ngay cái lúc mà nó thấy niết bàn này, nó diệt trừ ngay cái thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiến, hoài nghi. Tại sao lúc này nó mới, vậy trước khi mà nó thấy được niết bàn này nó đã có thân
con đã giác ngộ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ chưa? Ok. Trước khi thấy niết bàn ấy, thì nó vẫn biết, vẫn phân biệt được thân này là không phải là ta, không phải của ta, tức là có cái chánh kiến về thân năm của là đã có rồi. Đấy. Đã dứt được hoài nghi từ cái lúc mà vị đó đang hành thiền tĩnh sát rồi, và không còn giới cấm thủ nữa ngay cái lúc vị đó đang thực tập rồi, nhưng mà nó chưa thể nhập những cái tâm đấy, những cái trạng thái đấy, nó chưa cắt đứt, nó còn sinh trở lại. Ví dụ khi nào vị đó mà nhập thiền minh sát, vị đó quán năm uẩn này là vô thường, khổ, vô ngã, thì vị đó có cái chánh kiến là thân năm uẩn này không phải của ta, không phải là ta, không phải của tự ngã của ta. Nhưng mà khi mà vị đó xả thiền, vị đó đi ra ngoài, thì vị đó lại thấy cái thân này là ta nào. Vị đó lại có cái thì cái lúc đấy cái tà kiến về thân năm uẩn nó lại sinh trưởng lại. Mà khi mà vị đó nhập vào thiền quán chiếu thì vị đó có được. Nhưng khi mà vị đó thấy được niết bàn ấy, thì cái này nó thể nhập luôn, nó thể nhập với cái trí của vị đấy. Vị đó dù có nhập thiền hay xuất thiền thì nó vẫn biết được thân kiến, thân này là năm uẩn, không còn hoài nghi mà không còn được cấm thủ nữa. Thân kiến là cái gì? Thân kiến có cái chánh kiến về thân. Thân năm uẩn là dứt được 20 loại tà ý kiến về thân năm uẩn ấy. Tức là cái người mà còn tà kiến ấy, cái người mà chưa giác ngộ thì người ta có cái quan niệm là ta là cái xác thân này, tức là họ cứ cho rằng cái thân này là tôi, là ta là cái thân này. Quan thiên gọi là ta là sắc, sắc là ta là thân, thân là ta ở trong sắc, sắc ở trong ta, tức là có cái tà kiến về cái thân này như thế. Vì cứ nghĩ là thân này là của tôi có ở trong cái thân này, cái thân này ở trong tôi. Thọ cũng vậy, ta là thọ, thọ là ta. Ví dụ lúc mình vui mà tôi đang vui, cái niềm vui đấy là tôi đang vui, niềm vui tôi đang buồn, cái nỗi buồn đấy là của tôi. À, thì những cái cảm thọ đấy mình cái người có tà kiến là chấp có cái ta ở trong cái vui buồn đấy, cái tưởng cũng vậy, cái tư tưởng của tôi. Cho nên là vì đó có 20 cái loại tà kiến là thế. Ta ở trong tưởng, tưởng ở trong ta. Các cái hành cũng vậy, hành là những cái hành động tôi đang làm cái này, tôi đang làm cái kia. Thì nó có cái tôi ở trong đấy, có cái tâm thức cũng vậy. Đây là cái sự nhận biết của tôi là sự nhận biết ở trong tôi ở trong sự nhận biết. Nói chung lại là có 20 cái loại tà kiến về thân năm uẩn, thì khi em chứng được sơ quả thì nó sẽ diệt trừ được những cái tà kiến này, diệt trừ hết được 20 cái loại tà kiến này, tức là diệt trừ được cái tà kiến về năm uẩn. Có nghĩa là cái vị đó có được thân kiến, diệt trừ được thân kiến, tức là vị đó không còn cái tà kiến về năm uẩn này nữa. Hoài nghi là gì? Hoài nghi tức là đoạn trừ được thân kiến, đồng thời cũng đoạn trừ được hoài nghi. Đoạn trừ hoài nghi, tức là con người thì có nhiều cái hoài nghi đó. Trên cuộc đời này có nhiều cái thì mà mình chưa phát triển được cái giác ngộ, chưa phát triển được cái tuệ giác, mình có rất nhiều cái để hoài nghi. Mình hoài nghi về cái sự hiện hữu hay không hiện hữu này. Ví dụ như mình nghi là không biết là chết rồi sẽ đi về đâu. Và bây giờ có rất nhiều cái thuyết nói là có người nói là chết rồi thì lên thiên đường, có người chết rồi thì có một cái linh hồn sống sao chết vậy, quan niệm dân gian, nên là mình mới cúng tế thờ cũng người chết. Có người thì nói rằng chết rồi là hết, chẳng còn có gì cả. Thì đấy là những cái hoài nghi về cái sự có mặt hay không có mặt, về quá khứ có mặt hay không có mặt, về tương lai, về hiện tại. Thì mình thường hoài nghi về như thế, không biết ta có kiếp quá khứ không, không biết ta có đời sống tương lai không, có những cái sự hoài nghi đấy. Đấy là cái người mình chưa thấy, cái người mình chưa thấy được người khác mình sẽ có hoài nghi như vậy. Thì một cái người mà có tu tập đến cái tầng tuệ thứ hai ấy, người ta sẽ quán được các cái kiếp sống quá khứ, người ta sẽ thấy được cái nghiệp ở quá khứ, mình làm cái nghiệp gì và nó sinh ra cái quả là cái thân năm uẩn ở kiếp này. Vì nó có thể quán được nhiều kiếp quá khứ, đồng thời cũng có thể quán được kiếp sống tương lai. Nhưng mà vì đấy vẫn chưa được gọi là dứt trừ được hoài nghi.
Thì cái vị nào mà thấy đấy, mà quán được cái pháp duyên khởi, thì cái vị đấy được gọi là tiểu dự ni, tức là vị đó có được cái niềm tin trong hết kiếp sống này. Nhưng nếu như kiếp này vị đó không chứng được sơ quả, thì sang đến kiếp sau vị đó sẽ bị tà kiến trở lại, nó quên mất cái niềm tin này, nó sẽ biến mất ở kiếp sau. Nhưng mà cái kiếp này thì vị đó sẽ có cái niềm tin tuyệt đối. Nhưng mà cái vị mà chứng được sơ quả này thì vị đấy mới đoạn trừ được cái hoài nghi tuyệt đối. Dù kiếp sau sinh ra vị đó vẫn có cái niềm tin là nó có cái nghiệp và quả của nghiệp. Vì nó dứt được hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp, dứt hoài nghi về các cái lời dạy của Đức Phật, ăn Đức Phật, ăn Đức Pháp, ăn Đức Tăng. Nhưng bây giờ mình nghe nói đến Đức Phật có nhiều cái đức tính cao siêu quá, và mình cảm thấy nó khó tin. Nhưng mà với một người mà tu tập giác ngộ rồi thì người ta có niềm tin tuyệt đối vào cái ân đức của Phật, cái sự cao siêu của trí tuệ của Đức Phật, cái sự cao siêu của giáo pháp, và cái sự tu chứng được các cái pháp thượng nhân đấy của chư tăng, và dứt hoài nghi về khổ và con đường diệt khổ. Vì đó dứt được hết hoài nghi về các pháp chân đề, tin tuyệt đối là có cái sự khổ trong sinh tử, tức là mình thấy được cái sự sinh tử của chúng sinh, và có cái nhân sinh ra khổ, có cái sự thoát khổ và có con đường thoát khổ, thì những cái hoài nghi này nó sẽ được dứt hết ở một cái vị sơ quả, chứng được sơ quả là dứt những cái hoài nghi này. Còn những cái người nào mà chưa chứng sơ quả, mình vẫn có cái hoài nghi này. Có những cái lúc mình có niềm tin, nên nếu như mà mình tiếp xúc với giáo pháp thường xuyên thì cái niềm tin nó mạnh, nhưng mà mình chỉ cần tiếp xúc với cái pháp thế gian một thời gian xong là cái niềm tin nó có mờ nhạt dần dần, để sau đó mình sẽ trở nên tà kiến hết. Và chỉ khi nào cái đạo quả nó khởi lên thì lúc đấy mình mới cắt đứt được cái hoài nghi một cách vĩnh viễn, không bao giờ nó sinh khởi cái hoài nghi trở lại được. Niềm tin nó có cái trạng thái niết bàn này không? Nghe có tin nào? Có tin hay không tin? Có nghi chỗ nào? Ngoài nghi không? Mình còn giới cấm thủ là gì? Ai biết thế nào là giới cấm thủ không? Chấp thủ và cấm thủ có nghĩa là cái sự chấp thủ. Chấp thủ vào những cái điều không đáng chấp. Chấp thủ vào các cái pháp tu khổ hạnh ấy. Đấy là giới cấm thủ. Ví dụ như là có những cái người, có những cái vị ngoại đạo người ta làm rất nhiều những cái pháp, người ta có rất nhiều những cái pháp tu khổ hạnh. Có người ta tu hạnh con chó, có người tu hạnh con bò, và người ta nghĩ là tu cái hạnh này sẽ đi đến giải thoát. Và sau có vị hỏi Đức Phật là chúng con tu cái hạnh đấy để sau này chúng con đi về đâu, thì Đức Phật bảo nếu cái hạnh đấy mà thành tựu thì sẽ, cái hạnh con chó mà thành tựu thì sẽ sinh làm chó, cái hạnh con bò mà thành tựu thì sẽ tái sinh làm bò, còn nếu nó không thành tựu thì phải vào địa ngục. Là cái vị đấy, các vị đấy về sau có giác ngộ ra để tu theo giáo pháp của Đức Phật, thì đấy nó gọi là chấp thủ vào những cái pháp tu sai lầm, tức là những cái pháp tu nào sai lầm đều là chấp thủ ấy. Và là chấp thủ vào các cái tà pháp, tà kiến, như là cái tế lễ, các cái sự tôn thờ hàng niệm. Như là thế gian người ta tôn thờ nhiều thứ, người ta thờ rắn, người ta thờ bò, người ta thờ hổ, người ta thờ những cái con vật đấy, hay là người ta thờ những cái vật vô tri vô giác không đáng thờ, thì đấy là những cái quy luật mà nó không đúng, mà người ta chấp thủ và cho là đúng. Thì cái một cái vị tu chứng được sơ quả thì ông mới dứt được hết tất cả những cái pháp tu sai lầm, nó không có tin mà không có chấp thủ vào tất cả những cái tà pháp này. Còn một người thì người ta vĩnh, tức là người ta sẽ chấp thủ, dứt trừ cái chấp thủ này mãi mãi, không bao giờ được sinh trở lại đâu. Nhưng mà một cái người mà chưa chứng được đến sơ quả, có thể đời này mình gặp Phật pháp, mình có cái chánh kiến, nhưng đời sau sinh ra ở một cái nơi mà không có giáo pháp, mình sinh ra ở một cái vùng mà có ngoại đạo, mình tiếp thu cái tà pháp đấy, mình cũng vẫn có tà kiến trở lại bình thường. Nhưng nếu mà một cái người mà chứng được sơ quả dự niu rồi, người ta có được cái chánh kiến, đời sau có sinh ra ở một cái nơi có ngoại đạo, người ta vẫn không bị nhiễm những cái tà kiến của ngoại đạo. Đấy là một cái pháp của
cái người mà chứng được sơ quả thì nó sẽ mãi mãi, cái sơ quả nó mãi mãi tồn tại từ kiếp này sang kiếp sau. Chứng nhị quả thì diệt được cái gì? Tu đến quả thứ hai, đạo quả thứ hai thì không có diệt được thêm cái gì, nhưng mà nó chỉ làm suy yếu những phiền não tham sân si. Cái đạo quả thứ hai thì nó cũng giống như đạo quả thứ nhất, đó là nó cũng diệt trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, và nó chỉ làm yếu tất cả những phiền não khác. Chỉ khi mà đạo quả lần thứ hai là cái người đó sẽ thấy được niết bàn ở lần thứ hai, thì người đó có tăng thêm cái niềm tin và các cái phiền não nó sẽ yếu đi, các phiền não tham sân si nó sẽ yếu đi. Tức là khi mà vị đó thấy được niết bàn rồi thì vị đó thấy được niết bàn ở cái mức rõ hơn, thì cái nhàm chán thế gian nó mạnh hơn, thì cái sự tham ái vào thế gian nó mạnh hơn, thì cái phiền não tham sân si nó sẽ yếu đi là vậy. Giống như là bây giờ mình đi đến sắp đến đích rồi thì mình rất là hoan hỉ, rất là vui mừng, mình không còn có cái ý tưởng muốn quay trở lại nữa. Còn cái người tu chứng được sơ quả, mình thấy được niết bàn ấy nó còn thấp thoáng từ rất xa, từ rất xa, cho nên là cái tâm của mình nó vẫn còn hướng về thế gian rất là nhiều. Cái tâm người tu chứng sơ quả nó vẫn hướng về thế gian, nó vẫn có những cái tham sân si, vẫn có những cái phiền não, cái tâm mà nó vẫn tư duy về ngũ dục thế gian vẫn còn. Tất cả những phiền não đấy ở cái nhị quả thì mà nó mới yếu đi một cách rõ rệt, thì nên là nhị quả yếu đi rất nhiều, bởi vì nó thấy niết bàn lần nữa, thấy niết bàn gần hơn, cái niềm tin mạnh hơn, cái sự buông xả đối với lại các cái trần cảnh nó mạnh hơn, và vị đó vẫn còn cái tâm dục giới, nhưng mà cái tâm tham dục ở cái cõi dục giới này nó rất là yếu, rất vi tế, cho nên nó gọi là nhị quả để làm suy yếu các phiền não thân thân sinh. Nên tam quả thì diệt được cái gì? Người tu chứng đến tam quả thì mới diệt được tham dục và sân. Tam quả là thấy niết bàn lần thứ ba, thấy niết bàn ở một cái mức độ gần hơn nữa, tức là cái vị đó lại một lần nữa thấy niết bàn, tức là đi được một phần, được ba phần quãng đường, rất là đến rất là gần, đến rất gần với niết bàn, đến rất gần với mục đích, đến mục tiêu rồi. Và cái lúc đấy vị đó mới buông hẳn được cái tâm tham ái dính mắc đối với này cái cõi dục giới. Vị đó mới buông hết, không còn chấp thủ bất cứ một cái gì ở dục giới nữa. Thì cái lúc đấy vị đó không còn chấp bất cứ vào một cái cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp ở thế gian nữa. Cái cảnh dục giới ở thế gian vô nghĩa, vì mình thấy niết bàn. Niết bàn thật là cao thượng hơn, niết bàn thật là tốt đẹp, niết bàn thật là hạnh phúc, niết bàn này mới thật là cái sự chân thường an lạc. Thì cái lúc đấy vị đó mới hoàn toàn buông xả được cái sự dính mắc đối với cõi dục giới. Thì cái tham dục hết và cái sân hận nó hết, tất cả các cái sân thì lúc đấy không còn, nó được diệt trừ hoàn toàn và vĩnh viễn cái tâm tham dục và sân hận. Đủ cái cảnh dục dù nó có tốt đẹp đến đâu, vì nó không khởi lên tâm tham muốn. Cái ngoại cảnh dù nó có chướng ngại đến đâu, vì nó cũng không khởi lên bực tức nữa. Đó là khi mà đạt được đến cái tam quả bất na. Cho nên cái đạo quả này, tức là khi mà vị đó đến đấy rồi, vị đó mới như là ta không bao giờ trở lại cái dục giới ô uế đó nữa. Cái tâm nó khẳng khái như vậy, ta sẽ dứt bỏ vĩnh viễn hoàn toàn cái cõi dục giới đầy rẫy những cái ô nhiễm, những cái bất thiện tham sân si đấy, ta sẽ đi thẳng đến niết bàn. Cho nên là vì đó có cái đạo quả gọi là không bao giờ trở lại nữa, bất lại không bao giờ quay trở lại, vì vừa mới thoát ra khỏi được cái vũng bùn đen tối hôi hám và không bao giờ muốn quay trở lại nữa cái cõi dục giới hôi hám này nữa. Tứ quả thì diệt được cái gì? Tứ quả thì diệt được ngã mạn và phóng dật. Diệt được ngã mạn và phóng dật. Ở tam quả thì diệt được cái tham dục và sân, nhưng mà vẫn còn ngã mạn. Vì nó vẫn còn ngã mạn, vẫn còn thấy ta hơn người, vì nó vẫn còn thích thú à. Thế là ta đi được đến đây là ta hơn khối người rồi. Cái ngã mạn có nghĩa là vì đó thấy được có cái hơn và cái thua, có cái sự so sánh hơn thua là ngã mạn. Thì ở tam quả vẫn còn ngã mạn và phóng dật. Phóng dật là lúc đấy vị đó vẫn còn thích thú,
vẫn còn hoan hỷ thích thú với cái sự thành tựu của mình. Thế đến cái tâm nó vẫn còn phóng dật, cho nên là thỉnh thoảng vì nó còn hôn trầm thủy miên. Và đến tứ quả thì nó sẽ diệt nốt hai cái này là hai cái cuối cùng, nó còn dư sót lại nữa rồi. Ngã mạn và phóng dật sẽ được diệt trừ ở tứ quả, tức là điện tứ quả diệt hết phiền não còn đại, những phiền não còn đại đó là ngã mạn và phóng dật, nên diệt hết triệt để. Vậy và một câu hỏi nữa, một vị đã nhập niết bàn vô dư rồi thì còn làm được ích gì cho chúng sinh được nữa không? Đức Phật đã nhập niết bàn vô dư chưa? Đức Phật nhập niết bàn, đại bát niết bàn là nhập vô dư rồi nhá. Các vị a la hán là nhập niết bàn vô dư rồi phải không? Vậy các vị còn làm lợi ích gì được cho chúng sinh nữa không? Đức Phật còn làm lợi ích gì cho chúng sinh nữa không? Phật nhập niết bàn rồi, Phật còn làm lợi ích gì cho chúng sinh nữa không? Bây giờ ông bà mình mất rồi, ông bà còn làm lợi ích gì cho con cháu nữa không? Ông bà còn làm lợi ích gì nữa không? Ông bà có còn làm được ích gì đâu vậy? Hàng ngày mình bốc bát hương, đập bàn thờ, mình thờ cúng ông bà ấy. Và rồi bây giờ con có công việc về đi, ông bà tiên tổ ở nhà trông coi nhà cửa nhá. Có làm được không? Làm được vậy, hàng ngày mình đập chùa, mình thờ Phật này, mình đến mình giao Phật, giao công việc cho Phật thì Phật có làm được không? Trả lời thế nào cho phải? Nếu chúng sinh còn tưởng nhớ đến ân đức của các ngài, cung kính lễ bái, cúng dường bảo tháp xá lợi của các ngài thì vẫn được lợi ích công đức và phước báo. Cái mà các để lại, cái mà các ngài còn làm được cái lợi ích, làm được cái lợi ích cho chúng sinh, đó chính là những cái ân đức của các ngài. Nếu chúng sinh còn tưởng nhớ được đến ân đức, ngày nào chúng sinh còn nhớ được đến ân đức của các ngài thì lúc đấy có cái sự cung kính lễ bái thì được hưởng cái phước báo đấy. Cũng như mình tôn thờ ông bà tiên tổ để mình nhớ đến cái đời sống, cái đời sống đạo đức của ông bà đấy. Ông bà tổ tiên ngày xưa để lại những cái tấm gương cho con cháu noi theo, cái là những cái người để làm được những cái việc tốt như vậy, bây giờ mình cố gắng mà làm theo. Đấy là cái thờ ông bà tổ tiên là với cái mục đích là như vậy thì nó mới đúng, để cho con cháu luôn luôn nhớ. Nhưng như bây giờ mình thờ các cái vị, những cái vị có công với đất nước ở thế gian, thờ như thế là để cho thế hệ sau này noi gương với thế hệ trước, muốn nói là sau này phải noi gương tiền bối cha ông, phải luôn luôn phải bảo vệ đất nước. Thì cái người tôn thờ các Đức Phật và các bậc thánh cũng vậy mà. Đấy, các ngài cũng là những con người tu hành đã đi đến giải thoát, bây giờ các ngài là tấm gương để cho mình noi theo. Đấy là cái sự tôn thờ. Thì cái người đó phải tưởng nhớ đến được cái đời sống ân đức, đức hạnh và trí tuệ của các ngài thì tôn thờ nó mới đúng. Còn nếu như lúc đấy mình nghĩ là ngồi thờ Đức Phật linh thiêng lắm, Đức Phật sẽ phù hộ độ trì cho mình được sống lâu mạnh khỏe, ăn vui sắc đẹp, có cái chuyện đấy không? Cầu gì cũng được, ước gì cũng được. Thế gian người ta mê tín thì người ta sẽ tôn thờ với một cái tâm như vậy, người ta nghĩ là tôn thờ Phật để cho Phật sẽ che chở hộ trì, phù hộ độ trì cho mình, làm cái gì cũng được. Thì thường thường là như vậy, người ta tôn thờ thờ các vị thần cũng vậy, thờ ông bà cũng thế, thờ Phật cũng vậy thì người ta tôn thờ. Nhưng mà cái mà có lợi ích là khi mà cái người tôn thờ đấy phải hiểu đến cái ân đức của các ngài. Khi mình lễ Phật, mình hướng đến cái ân đức của Phật, cái đức hạnh và trí tuệ của Phật, cái đời sống đạo đức mà Đức Phật đã từng thực hành, những cái gì mình phải tưởng nhớ được đến cái ân đức của Phật thì mình lễ bái nó mới chánh kiến, cái sự tôn thờ phụ thờ đấy nó mới có chánh kiến. Còn nếu không thì nó sẽ, cái sự tôn thờ nó sẽ mê tín tà kiến, thì đấy là cái pháp tôn thờ ở thế gian. Chứ thật sự các ngài không còn năm uẩn nữa, không còn cái tâm, không còn biết là ai đang lễ mình nữa, các ngài không có cái tâm đấy. Niết bàn có phải là một cõi sống chỉ có sự an lạc không?
có. Nhập Niết Bàn chấm dứt năm uẩn rồi thì lấy gì để sống đâu. Niết Bàn thì không có năm uẩn. Nếu như chúng sinh không chán sinh tử, không mong Niết Bàn thì sao? Có những chúng sinh còn thích ở trong sinh tử, nguyện ở trong sinh tử, năn nóc ở trong sinh tử. Có chúng sinh cứ năn nóc ở trong sinh tử, không muốn đi đến Niết Bàn. Thì chúng sinh đấy sẽ ra sao? Giống như là con trùng ưa phân thối, không chịu từ bỏ thì không có thoát được. Người đến Niết Bàn rồi, người ta không muốn quay trở lại cái sinh tử nữa. Thấy được Niết Bàn thì là người ta không bao giờ quay trở lại nữa. Người ta đi thẳng đến, người ta không bao giờ quay lại. Còn những người chưa thấy thì mới ưa thích ở trong sinh tử. Đấy. Giống như con trùng ưa đống phân thối mà không dứt bỏ được. Chúng sinh vừa muốn chứng Niết Bàn vừa ham hưởng dục thì sẽ ra sao? Niết Bàn cũng muốn, nhưng mà những cái dục lạc ở thế gian thì lại còn muốn hơn. Nếu biết làm sao đây? Ai là người như thế này? Ai là người như thế này đây? Giống như một cái thanh gỗ tốt nhưng mà bị dính phân. Bây giờ mình đem cái thanh gỗ đi đến người bảo hãy làm cho tôi một cái bàn đem. Và cái gỗ này thối lắm, tôi không làm đâu. Đem vứt nó kia làm củi. Em đem cho người nhà bếp người ta. Ủa cái gỗ nó có phân dính phân hôi thối thế này mà đưa vào nhà bếp à? Không có đun đâu, cứ đi chỗ khác. Thế thì cái thanh gỗ ấy là vô dụng hả? Làm gì không được, làm cái quý không được, mà làm cái bình thường, làm củi mục cũng không được. Vậy khi nào mình gột rửa hết đi những cái ô nhiễm đi thì lúc đấy mới có thể thành tựu được. Thì cái trạng thái đi đến Niết Bàn này, như vậy cái mà nó dính mắc ở trong sinh tử đó chính là cái sự đắm nhiễm với cái dục cảnh ở thế gian. Cái sự mà đi được đến Niết Bàn là dứt bỏ được những cái ô nhiễm, những cái đắm nhiễm về dục lạc ở thế gian thì đi được đến Niết Bàn. Hỏi tiếp, chúng sinh ở cõi nào có thể tu chứng Niết Bàn, chúng sinh ở cõi nào không thể tu chứng được Niết Bàn? Có phải là cứ mỗi cõi người mới tu chứng được Niết Bàn không? Thế kiếp sau mà sinh về cõi thiên mình có muốn sinh không? Chỉ có ở bốn cõi khổ thì mới không thể tu chứng Niết Bàn, còn ở các cái cõi khác thì có thể tu chứng được Niết Bàn. Trừ cái cõi vô tưởng, cái cõi mà chỉ có thân mà không có tâm thì nó không tu được. Mà cái cõi nào mà có tâm là có thể tu được hết. Các cõi người thì cũng tu được rất là dễ dàng, tạo các ba la mật nó dễ. Cõi chư thiên vẫn tu được, nhưng mà có dứt bỏ được cái dục lạc thiên giới nó rất là mạnh. Người nào có dứt bỏ được thì mới tu được. Cõi phạm thiên thì tu Niết Bàn dễ hơn, vì cái cõi đấy có thiền định làm nền tảng. Còn cái cõi phạm thiên vô sắc ấy thì người ta không có học được, nhưng người ta có cái kinh nghiệm. Nếu đời trước đã từng tu thiền tuệ thì cái vị đấy có thể tự nhớ đến các cái pháp thiền mình đã tu rồi, tự thực hành và mình nó vẫn có thể chứng đắc được Niết Bàn. Muốn diệt cái khổ già chết sầu bi ưu não thì cái gì phải diệt trước? Diệt đế tái sinh phải diệt trước à? Muốn chấm dứt được cái đấy thì phải chấm dứt được tái sinh. Làm sao phải hết cái tái sinh? Vậy đi mình đi tu tập để làm cái gì? Để chấm dứt tái sinh. Nhưng bây giờ muốn hết tái sinh thì phải làm, thì cái gì phải diệt? Muốn hết tái sinh thì phải diệt cái gì? Phải diệt cái hữu, nó phải diệt. Phải diệt cái nghiệp hữu. Cái nghiệp hữu nó còn thì nó còn tái sinh. Nghiệp hữu hết thì tái sinh sẽ diệt. Muốn diệt hết cái nghiệp hữu thì cái gì phải diệt? Chấp thủ phải diệt. Có hết chấp thủ, mình còn chấp thủ thì nó còn để lại nghiệp. Người hết chấp thủ thì mới hết nghiệp. Người chấp thủ càng nặng thì nghiệp nó càng nặng. Chấp thủ có nghĩa là chấp cái này là của tôi đây, đây là của tôi.
đây là cái thân năm uẩn này là của tôi, thân này của tôi, cái thọ tưởng hành thức này là của tôi, cái người kia là của tôi, cái nhà này cũng là của tôi, cái gì cũng là của tôi, thì đấy là chấp thủ. Còn lúc nào mà không có cái gì là của tôi hết thì lúc đấy nó không để lại nghiệp nữa. Vậy thì buông xả hết đi, đừng có chấp thủ cái gì nữa thì nó hết nghiệp. Muốn hết chấp thủ thì cái gì phải diệt? Ái. Bây giờ muốn hết, mình còn ưa, còn thích thì làm sao mà nó không chấp thủ được. Mình còn tham ái thì nó mới sinh ra chấp thủ. Cái gì vậy, mình có tham ái cái gì thì mình chấp thủ cái đấy. Cái gì mình không tham ái thì nó chấp thủ. Ái diệt thì cái gì phải diệt? Muốn diệt ái thì cái gì phải diệt trước? Thọ phải diệt. Muốn diệt thọ thì phải làm sao? Muốn diệt thọ thì xúc phải diệt. Để mình còn tiếp xúc với cảnh thì nó còn sinh ra nhiều cái vui buồn. Mình giảm bớt cái tiếp xúc đi thì nó ít. Như nên là tại sao ngồi thiền suốt ngày nhắm mắt để cho nó hỏi tiếp xúc với cái cảnh bên ngoài, thu thúc tất cả các căn không để cho nó đắm nhiễm cảnh trần. Nó không có xúc thì nó không sinh ra cái ưa ghét, yêu ghét nữa. Mà nó chỉ có xúc chạm với cái cảnh vô tham, vô sân, vô si. Xúc phải diệt. Muốn xúc diệt thì làm sao? Căn trần phải diệt. Căn tức là lục căn, lục trần, gọi là lục nhập. Muốn căn trần này diệt thì làm sao? Thì danh là sắc phải diệt. Còn có thân và tâm thì nó phải còn có căn và trần. Muốn danh sắc diệt thì thức phải diệt. Phải diệt được cái tâm thức, thức mà cái tâm đi.